nha. Hồi nãy giờ quý vị chưa có những cái phần nào thuộc về quý vị thì bây giờ Ngân sẽ làm điều đó nha, cho quý vị những phần thưởng của những con số lô tô trong cái vé. Ai chưa có tấm vé chuẩn bị Ngân sổ giải nhất, giải đặc biệt nè. Ai chưa có tấm vé số, người nào chưa rồi băng. Ai các anh chị ơi dễ thương nhanh lên vé số, ai chưa có tấm vé số giơ tay giùm Ngân. Ngân Ngân sổ nha, sổ nhân sổ lẻ cho quý vị nè. Anh ơi cho em biểu diễn một vài con nghe. Dạ anh đi. Rồi quý vị ơi. Rồi quý vị ơi, bây giờ nha. Quý vị may mắn nha. Ngân sẽ biểu diễn cho quý vị một vài con số để quý vị nghe hấp dẫn không nha. Tiếp tục mua vé số nha. Ai thích con số nào giơ tay thẳng liền con số đó. Số nào à? Quý vị thích số nào? Số gì? Từ con số 1 tới con số 100. Số 3.
nhiều. Ngân sẽ hát cho quý vị bất cứ một con nào. Từ con số 0 đến con số 100 nha. Dạ. Hát chừng nào trúng mới thôi phải không quý vị? Khi nào quý vị trúng mới thôi. Dạ, hôm nay chúng ta có rất nhiều giải. Bây giờ Ngân sẽ đọc lại những cái giải thưởng nha quý vị ha. Lô thứ nhất, 2 giải. Giải 2, giải nhì, 2 giải. Giải 3, 3 giải. Giải 5, 5 giải khuyến khích nha quý vị. Và được theo 2 giải may mắn nữa. Wow, quá trời là giải. Và mình không trúng giải này, mình cũng sẽ trúng giải khác nha quý vị. Một lần nữa, Ngân cũng xin cảm ơn rất nhiều. Và phải nói một cái thông tin rất là quan trọng mà bây giờ Ngân mới nghĩ ra. Và có một người đưa cho Ngân ngay bây giờ thông báo ngay nha quý vị. Dạ, tại vì chùa chúng tôi cũng là một cái cuộc từ thiện đến với những em khuyết tật mổ mắt. Thì Ngân được nhận một cái thông báo là những người đi thực hiện công việc đó, họ thông báo với chúng tôi rằng kêu gọi tất cả đồng hương Việt Nam mở rộng lòng từ bi. Một đôi mắt sáng chỉ có 80 đô la mà thôi. Một đôi mắt sáng 80 đô la quý vị. Nếu quý vị muốn ủng hộ cho những em khuyết tật trong cái cuộc mổ mắt sắp đến, quý vị mua một nguồn ánh sáng cho cuộc đời chỉ có 80 đô la, quý vị nghĩ sao? Cho nên hy vọng rằng là sau buổi hôm nay, Ngân được nhận rất là nhiều sự đồng cảm của quý vị đến với tất cả những người không được may mắn như chúng ta trên quả đời này. Một đôi mắt sáng chỉ có 80 đô, quý vị. Hy vọng rằng quý vị liên lạc về với sư cô Huệ Phương để chúng ta được có kết nối sợi dây làm những việc tốt như vậy nha quý vị ha. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ Phật xin được cập nhật danh sách ủng hộ chùa. Bàn số 45 của Phật tử Ngọc Chi, 550 đô la. Phật tử Hoàng Minh Tâm Như Đạo, 50 đô la. Bàn số 6, 200 đô la. Và Thủy, bàn số 7, 50 đô la. Phật tử Tuyết Hương, 100 đô la. Tu viện Phật Ân, 500 đô la. Chùa Giác Nguyên 300 đô la, bàn số 7 100 đô la, chùa Hải Tạng 500 đô la. Phật tử Quan Ý bàn số 19 100 đô la, bàn số 18 170 đô la, bàn số 2 100 đô la. Bàn số 43 Diệu Nghiêm 50 đô la. David Carat mua sâu chổi 250 đô la. Phật tử Hương Huệ 100 đô la, Phật tử Nhật Kim 50 đô la, Phật tử Phúc Long 140 đô la. Thầy Huệ Lưu chùa Bảo Sơn đã gieo ủng hộ 200 đô la. Phật tử ẩn danh mổ mắt 200 đô la. Và Phật tử ẩn danh mổ mắt 60 đô la. Quý vị có thể ủng hộ hôm nay chùa cũng đặc biệt dành cho quý vị khiếm thị là một con mắt có 40 đô la và hai con mắt có 80 đô la thôi quý vị. Và chúng tôi sẽ cập nhật danh sách tiếp nữa. Xin một lần nữa tri ân đến chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni và thật là cảm ơn tấm lòng tùy thị của quý vị đã ủng hộ đến những người khuyết tật chúng ta được may mắn có đôi mắt nhìn đời. Còn bao nhiêu người khó khăn vào buổi lễ hôm nay thật là ý nghĩa. Một lần nữa xin trân trọng tri ân toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn nhận lời chia sẻ của sư cô rất là nhiều. Và tiếp tục chương trình thưa quý vị, qua một giọng hát nữa thì Ngân sẽ sổ số 2 giải cho quý vị, giải nhất cho quý vị nha. Để quý vị có thời gian mà ủng hộ những tấm vé số cho đông đủ để mình chơi cho nó vui ha. Bây giờ tiếp tục chương trình qua một giọng hát nữ nữa thì Ngân sẽ sổ 2 giải nhất cho quý vị ha. Mời quý vị hướng mắt về sân khấu để thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Linh. Cảm ơn.